Ở trong một dự án thì Richards đang nghiên cứu về thu nhập mà một người tốt nghiệp đại học có thể kiếm được dựa vào ngành học của họ. Và Richards tìm được một vài sự thật thú vị. Ngôi sao bóng rổ Michael Jordan đã học ngành địa chất tại Đại học North Carolina. Và chỉ có 3 người theo học ngành kỹ sư xây dựng tại Đại học Montana. Họ đều làm công việc giống nhau ở cùng một công ty và có mức lương là như nhau. Trong tổng số 35 người theo học ngành tài chính tại Đại học Wesleyan. 32 người có được công việc với mức lương cao và 3 người còn lại không có việc làm. Đối với ngành địa chất tại Đại học North Carolina, trung vị của thu nhập có vẻ như sẽ và mình sẽ có một vài lựa chọn ở đây. Nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn trung bình và tương tự mình phải làm cho câu tiếp theo. Đối với ngành kỹ sư xây dựng tại Đại học Montana, trung vị thu nhập. Cả hai cái này đều nói về trung vị, trung vị thu nhập sẽ, chúng mình đang so sánh với trung bình. Và rồi đối với ngành tài chính tại Đại học Wesleyan, chúng mình sẽ so sánh trung vị thu nhập với trung bình và để giúp bạn thấy nó dễ hơn mình đã copy bài này vào scratchpad của mình và bây giờ mình có thể viết lên nó hãy cùng nghĩ về từng cái nhé đối với ngành địa chất tại đại học north carolina trung vị thu nhập có vẻ như sẽ nó sẽ như thế nào so với trung bình chúng mình biết gì về đại học north carolina mình biết là michael jordan đã học ngành địa chất tại đại học north carolina vậy thì phân phối của tiền lương sẽ trông như thế nào và phân phối của tiền lương của Đại học North Carolina sẽ trông như thế này. Và mình sẽ vẽ sơ qua phân phối tiền lương của Đại học North Carolina ở đây nhé. Và ngay đây sẽ là mức lương là 0. Và rồi ngay đây, ngay đây, ngay đây mình sẽ cho là mức lương là 50.000 đô la. Mình sẽ làm nó theo hàng nghìn. Ngay đây sẽ là 100.000 đô la. Và rồi, rồi bạn có Michael Jordan. Thật ra mình sẽ để một khoảng trống ở đây, bởi vì thu nhập của Michael Jordan là quá cao, mình không chắc lắm nhưng mình nghĩ ở khoảng 10 triệu đô la một năm Vậy thì thu nhập của Michael Jordan Sẽ ở tận trên này Và nếu bạn vẽ một biểu đồ tuần suất Hay là biểu đồ tiền lương của những người học ngành địa chất tại Đại học North Carolina Nếu mình để tiền lương của tất cả những người học ngành địa chất Tại Đại học North Carolina Thì sau khi tốt nghiệp Thì có thể họ sẽ kiếm được một 2, 3, mình có thể tiếp tục, có rất nhiều người kiếm được 50.000 đô la một số người khác kiếm được nhiều hơn, tức là nằm ở trên này. Hoặc kiếm ít hơn thì nằm ở đây. Một số người ở đây, ở đây, hoặc là ở đây. Và một số người nào đó sẽ kiếm được 100.000 đô la. Và có thể một số người sẽ nằm ở trên này. Hoặc cũng sẽ có một vài người thất nghiệp và không có thu nhập. Và rồi bạn có Michael Jordan ở tận trên này và kiếm được 10 triệu đô la. Hoặc 20 triệu đô la hoặc hơn thế nữa. Và khi bạn gặp phải trường hợp như vậy, thu nhập của Michael Jordan là một giá trị ngoại lai một cách mà mình nghĩ về nó là nó sẽ ảnh hưởng hay là làm cho trung bình bị nghiêng còn trung vị thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi vì trung vị là giá trị ngay giữa vì vậy nó không quan trọng là con số ngay đây lớn bao nhiêu mình có thể cho nó là một tỷ đô thì giá trị nằm giữa cũng sẽ không thay đổi giá trị chính giữa vẫn sẽ giữ nguyên bạn có thể di chuyển cái này đến bất cứ đông trong phạm vi này và trung vị vẫn sẽ không thay đổi tuy nhiên trung bình sẽ thay đổi nếu giá trị của điểm dữ liệu này tăng lên thêm nhiều hơn nữa thì nó sẽ kéo trung bình thực tế này tăng lên và trung bình thực tế sẽ bị lệch đi khá là nhiều. Vậy đối với ngành địa chất tại Đại học North Carolina thì trung vị thu nhập sẽ nhỏ hơn trung bình bởi vì thu nhập của Michael Jordan kéo tiền lương trung bình lên. Vậy để mình điền vào. Vậy đối với ngành địa chất tại Đại học North Carolina, trung vị thu nhập sẽ nhỏ hơn trung bình. Hãy làm cái tiếp theo nhé. Đối với ngành kỹ sư xây dựng tại Đại học Montana, trung vị thu nhập sẽ như thế nào so với trung bình? Đề bài cho chúng mình biết rằng chỉ có 3 người học ngành kỹ sư xây dựng tại Đại học Montana họ làm công việc giống nhau ở cùng một công ty và có mức lương là như nhau. Vậy hãy cho rằng cả ba người họ kiếm được 50.000 đô la. Và mình sẽ tính trung bình. Nó sẽ bằng 50 cộng 50 cộng 50 và tất cả chỉ cho 3. Và mình sẽ được 50 và đó là trung bình của chúng mình. Và nếu bạn muốn tìm trung vị, bạn sẽ liệt kê các mức lương theo thứ tự. Và rồi bạn sẽ lấy giá trị chính giữa. Trong trường hợp này là 50. Vậy trong trường hợp này, trung vị sẽ bằng với lại trung bình. Hãy điền nó vào nhé. Trung vị bằng với trung bình. Và rồi cuối cùng. Mình sẽ làm câu cuối nhé. Đối với ngành tài chính tại Đại học Wesleyan, trung vị thu nhập sẽ như thế nào so với trung bình? và hãy nghĩ về phân phối này nhé. Vậy ở đây mình có 32 người trên tổng số 35 người có được công việc lương cao. Hãy cho rằng lương của họ là 6 chữ số. Vậy là phân phối tiền lương sẽ trông như thế này

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Và đây là phân phối tiền lương của những người có việc làm thu nhập cao. Tuy nhiên, có 3 người không có việc làm và họ không có thu nhập. Vậy là mình sẽ có 1, 2, 3. Và bây giờ mình có 3 giá trị ngoại lai. Như trong trường hợp Michael Jordan, nhưng thay vì giá trị ngoại lai quá cao, thì nó lại rất thấp trong trường hợp này và nó kéo trung bình thấp xuống. Nếu ba giá trị này là 0, hoặc là 50.000 hoặc là nằm ở ngay đây thì nó sẽ không ảnh hưởng đến trung vị số ngay giữa vẫn sẽ giữ nguyên nhưng trong trường hợp này ba giá trị này sẽ kéo trung bình xuống thấp hơn vì vậy mình sẽ nói là trung vị thu nhập có vẻ như sẽ cao hơn trung bình bởi vì trung bình bị kéo thấp xuống bởi ba giá trị ngoại lai này tức là bởi ba người không có thu nhập vậy hãy điền nó vào nhé với ngành tài chính từ đại học Western trung vị thu nhập có vẻ như sẽ lớn hơn trung bình hãy kiểm tra kết quả nhé mình làm đúng rồi